Sáng ngày 24 tháng 11, Ủy ban Nhân dân huyện Lang Chánh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa tổ chức tập huấn bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống dân tộc Thái năm 2020 cho 70 học viên là các nghệ nhân, già làng có uy tín, các bà, các mẹ và các cháu học sinh vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Tham dự lớp tập huấn có đồng chí Vương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh. Về phía huyện Lang Chánh có đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Lãnh đạo phòng văn hóa huyện Lang Chánh. Tham gia lớp tập huấn, 70 học viên là các nghệ nhân, già làng có uy tín, các bà, các mẹ và các cháu học sinh vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện được tìm hiểu về nguồn gốc và các giá trị của trang phục truyền thống dân tộc mình, như các yếu tố nhận biết trang phục và cộng đồng người, những sắc thái phản ánh đời sống kinh tế xã hội tộc người, hình ảnh hoa văn thể hiện quan điểm thẩm mỹ dân gian tộc người, đồng thời được tiếp thu các kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật may vá, thêu thùa, trang trí hoa văn trên trang phục truyền thống, nắm chắc quy trình tạo ra nguyên liệu dệt truyền thống, cách may vá, tạo ra các sản phẩm như khăn, áo, váy, dây lưng, đồ trang sức, các kỹ năng tuyên truyền cho các thế hệ trẻ về quy trình thêu dệt trang phục truyền thống gắn với hoa văn dân tộc, tuyên truyền giáo dục học sinh tại các trường phổ thông và dân tộc nội trú về bảo tồn và phát huy các giá trị của trang phục truyền thống, đưa bộ môn thêu và làm trang phục truyền thống trở thành một trong các môn thủ công trong chương trình học của các nhà trường. Ngoài mục đích truyền dạy, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của trang phục truyền thống, lớp tập huấn cũng là nơi để các học viên có dịp giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, những cách làm mới hay trong quá trình bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống giai đoạn hiện nay. Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện thông tin, hiện nay trên địa bàn huyện Lang Chánh đã bước đầu khôi phục được nghề dệt thổ cầm, thêu tay để tạo ra các bộ trang phục truyền thống có giá trị thẩm mỹ cao và được nhiều người ưa chuộng. Nhiều lớp dạy nghề dệt thổ cầm được tổ chức tại các xã trên địa bàn huyện đã góp phần lưu giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của đồng bào các dân tộc nơi đây. Tuy nhiên, để tiếp tục bảo tồn và lưu giữ trang phục truyền thống trước những nguy cơ mai một của thời đại, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cũng mong muốn rằng qua lớp học này, các nghệ nhân, già làng, các chị em phụ nữ và các cháu học sinh cần nêu cao tinh thần học hỏi, trao đổi, thảo luận, tiếp thu đầy đủ các kiến thức được truyền đạt, nắm chắc kỹ năng, kiến thức để có thể thực hành tại cơ sở, đồng thời tuyên truyền các giá trị của trang phục truyền thống đến những người xung quanh, góp phần trở thành một trong những hạt nhân tiêu biểu trong bảo tồn và phát huy các giá trị trang phục truyền thống tại địa phương.